Thưa sư cho con hỏi thế nào là đạo Phật theo phái Khất Sĩ? Xin thưa mấy cái này quý vị hoàn toàn có thể Google ha. Sư chỉ nói tóm gọn lại như thế này. Có nghĩa là cái người sáng lập ra cái hệ phái Khất Sĩ ở Việt Nam đó, đó là một vị tên là Minh Đăng Quang. Vị này bằng cái năng lực của mình, có năng lực về pháp học pháp hành và cái cách cư xử, cái đời sống, và vị này đã lập nên một cái hệ phái gọi là hệ phái Khất Sĩ, với chủ trương là những gì vị này cảm thấy vị này phù hợp với cá nhân vị đó, của ở các cái lý thuyết pháp học pháp hành của Phật giáo Bắc truyền, vị ấy đem về những gì mà vị ấy cảm thấy phù hợp, cảm thấy hứng thú, cảm thấy là có lợi ích đối với vị ấy, thuộc về lý thuyết, thuộc về phạm vi thực hành các cái pháp học pháp hành cũng như kinh tạng của Phật giáo Nam truyền, thì vị ấy đem về. Và vị ấy đem hai cái thành phần, mỗi một nơi một ít như vậy đó, vị ấy cảm thấy là hai cái này nó tốt, và vị ấy gom chung lại làm một và trộn lẫn vào nhau và đem lại thành một cái hệ phái gọi là hệ phái Khất Sĩ. Hệ phái Khất Sĩ cho tới lúc trước đó thì mặc cái y không phải y như vậy, không phải y giống như cái y của Chư Tăng Theravada, mà giống như cái y bá nạp á, có nghĩa là vải vuông nhiều màu lắm, mỗi khúc một cái đó, mỗi đắp đắp nhiều cái mảnh vụn như vậy đó, vá lại. Nhưng mà sau này thì một số vị khất sĩ, vị ấy cảm thấy rằng cái y của các sư Nam truyền nó tiện lợi, hoặc là cảm thấy như thế nào đó, các vị rất nhiều vị chuyển sang mặc cái y của các sư Nam truyền. Nhưng mà cách ăn mặc á, cách ăn mặc và cách đắp y, nếu như tinh mắt á, vẫn thấy có chỗ sai khác. Đặc biệt là trong những cái trường hợp không phải là tăng sự, không phải là trong những cái dịp mà nó nghiêm trang, ví dụ như đi vào chùa của hệ phái Khất Sĩ, quý vị sẽ nhận ra ngay các sư hệ phái Khất Sĩ. Đó là cái cách đắp y của các sư hệ phái Khất Sĩ, nó không giống như các sư Nam truyền đó. Rồi cái cách thờ phụng thì cũng như vậy, như sư nói ngay từ ban đầu, đó là một cái sự pha trộn giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, pha trộn lại với nhau, thì ai cảm thấy phù hợp thì tùy, còn ai cảm thấy không phù hợp thì các vị đó hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng của bản thân ha. Còn nói về cái việc tu học đó, thì Đức Phật đã khẳng định như thế này: cho tới bao giờ thế gian còn có người thực hành theo Bát Chánh Đạo thì cho tới chừng đó vẫn còn có thánh nhân. Có nghĩa là không nhất thiết, không giới hạn ở cái chuyện anh gọi anh là người thuộc hệ phái nào, ngay cả Nam truyền cũng vậy. Theo Pa Ao, theo Mahasi, theo ngài Achancha, tất cả đừng bao giờ để chúng ta bị đánh lừa bởi cái màu y, bởi cái mà người ta gọi là cái hệ phái. Chỉ cần anh thực hành đúng theo chánh pháp, anh thực hành đúng theo Bát Chánh Đạo đó, thì anh vẫn sẽ đi đến con đường giải thoát. Còn anh đã đi theo cái con đường tà đạo, anh không thực hành đúng theo Bát Chánh Đạo đó, anh đi theo cái con đường ngoài chánh pháp, thì dù cho anh có tự xưng là Phật giáo Nguyên Thủy Theravada thì xin thưa, nó cũng không giúp gì được anh hết trơn. Nè, cho nên cái quan trọng ở đây không phải là vấn đề hệ phái, mà cái quan trọng ở đây đó
là anh có nói đúng chánh pháp hay không và anh có thực hành theo đúng chánh pháp hay không, điều đó mới là điều quan trọng.